Lần đầu được ăn thử buffet lẩu bò Wagyu không giới hạn là cảm giác như thế nào? Ai cũng biết là bò Wagyu xịn rồi, thế mà còn được ăn thoải mái thì mình phải dắt anh bạn đi ngay thôi. Phải công nhận là từ khi xem mắt rồi hẹn hò đến bây giờ hai đứa chăm tìm được mấy cái nhà hàng sang xịn bịn ghê ha. Giá buffet ở đây là 599 cành một người. Mình sẽ được thưởng thức hai loại nước lẩu là shabu shabu và sukiyaki. Nhân viên giới thiệu với mình là lẩu shabu sẽ có phần nước dùng rau củ quả thanh mát hơn nên mình sẽ ăn trước nhé. À nói qua một xíu thì ở đây cũng có quầy lai rau nấm, đồ uống như là trà chanh, trà sữa có cả chân châu đen lẫn chân châu trắng nha. Tráng miệng là hoa quả, bánh ngọt, sữa chua, panna cotta được lấy thoải mái nè. Bây giờ thì đi vào vấn đề chính là bò Wagyu ở đây sẽ có 4 loại: nạc vai, nạc cổ, gầu bò và bắp bò. Đầu tiên mọi người có thể thử qua một muôi nước lẩu shabu shabu trước nha. Vị ngọt thanh dễ chịu lắm. Nhúng bò vào tầm 5 giây rồi mình sẽ chấm cùng với nước chấm ponju chua chua hoặc là sốt mè rang, nhưng mà mình vẫn hợp khẩu vị sốt mè rang hơn. Phải nói là thịt bò Wagyu siêu mềm, ăn đã cái nư cực. Mới ăn lần đầu thì mình sẽ không nhận ra là nó quá khác biệt so với các loại bò khác đâu, nhưng ăn kỹ sẽ thấy nó ít mùi gây hơn bình thường và cũng đỡ ngán hơn nữa. Chuyển sang lẩu sukiyaki mang hơi hướng đậm đà hơn và chấm cùng trứng sống. Vị lẩu này thì kiểu ngọt đậm, thơm mùi xì dầu, và nếu ai ưa thích sự béo ngậy, ăn bò cùng trứng sống nó cứ phải gọi là béo ngậy nhân đôi luôn. Còn tất nhiên ai ăn không quen sẽ không thấy thích, cơ mà mình thấy ẩm thực Nhật Bản trước giờ vẫn phong phú, đa dạng và có phần kén người ăn, nhưng mà một khi đã ăn hợp á là dính lắm. Khu tráng miệng ở đây cũng nhiều món cơ, mình thì thích nhất là panna cotta trà xanh siêu mềm mướt, siêu ngon, mọi người nhớ thử nhé. Đây là nhà hàng Nabemono nằm ở tầng 8 khách sạn La Siesta, số 12 đến 14 phố Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm. Và nếu mọi người muốn một lần được thử trải nghiệm ăn bò Wagyu thoải mái không giới hạn thì lưu ngay địa điểm này vào nha. Bây giờ thì bye bye. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.